Chúng ta bài tiền Việt Nam trang 130. Tiền Việt Nam thì có đơn vị là đồng. Ví dụ ở đây, tờ này là tờ 2000. Ta có số 2000. Và đọc là 2000 đồng. Đây là số 5000, như vậy nó sẽ là 5000 đồng. Số đây là số 10000, như vậy tờ này sẽ là 10000 đồng. Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền? 5000 đồng, 2000 đồng và 1000 đồng. Ta sẽ cộng lại với nhau. 5000 cộng 5000 đồng 200 đồng đúng không? Và 1000 đồng. 5000 đồng cộng 1000 đồng đi là 6000. 6000 cộng 200 là 6200 đồng. Ở đây ta có 1000, 1000, 1000, 3 cái 1000 đúng không? 5000, 200, 200. Ta cộng 1000 cộng 1000 bằng 2000, 2000 cộng 1000 bằng 3000. 3000 cộng 5000 là 8000. 8000 cộng 200 là 8200. 8200 cộng 200 là 8400. Vậy con lợn này thì B này là 8400 đồng. Nhớ tiền chúng ta phải thêm chữ đồng sau nhá, 8400 đồng. Đấy. Thì C. Con lợn C này 1000 1000 1000 là 3000 đúng không? Ta cộng 200 200 có 5 cái 200. 200 cộng 200 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 2 là 8, 8 cộng 2 là 1000. 1000 với 3 cái nghìn này nữa là 4000. Như vậy con lợn C này là có 4000 đồng. Bài số 2. Phải lấy các tờ bạc nào để được số tiền ở bên phải? 2000 đồng. Vậy ta sẽ lấy 2 tờ 1000 cộng với nhau đúng không? 2 tờ 1000 thì sẽ được 2000. Bây giờ lấy các tờ nào để được 10000? Ta sẽ lấy 2 tờ 5000. Ví dụ tờ 5000 này với tờ 5000 này để được 10000, vậy 5000 cộng 5000 bằng, vì 5000 cộng 5000 bằng 10000 đúng không? Ta sẽ lấy 2 tờ 5000. Tiếp theo, 10000 đồng. Để có 10000 đồng ta sẽ lấy 2000 cộng 2000 bằng 4000. 4000 cộng 2000 bằng 6000, 6000 cộng 2 bằng 8, 8000 cộng 2 bằng 10, vậy ta sẽ lấy 5 đồng. 5 đồng 2000 này cộng với nhau thì sẽ bằng 10000. Như vậy ta sẽ tô màu vào 5 cái hình đồng này, đúng không? Ý D. 5000. Ở đây ta sẽ có cách nhiều cách lấy khác nhau. Ta lấy 2000 cộng 2000 bằng 4000, 4000 cộng 1 bằng 5000. Như vậy ta sẽ lấy 2 đồng 2000 và 1 đồng 1000. 2 đồng 2000 này và 1 đồng 1000 này nữa là 5000. Hoặc là ta sẽ lấy 3 đồng 1000 cộng lại thì nó bằng 3000, cộng thêm 1 đồng 1000 nữa, đem đồng 2000 nữa là 5000. Đấy, cách thứ hai là ta sẽ lấy 3 đồng 1000 và 1 đồng 2000 nữa thì nó sẽ bằng 5000. Bài số 3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau. Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá tiền lớn nhất, đồ vật nào có giá tiền ít nhất, đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất? Ít tiền nhất, đồ vật nào nhiều tiền nhất? Lược là 4000 đồng. Lọ hoa 8700 đồng. Chuyện là 5800 đồng. Bút chì là 1500 đồng. Bóng bay là 1000 đồng. Chúng ta phải so sánh 8700, 4000, 1500, 5800 với 1000, đúng không? Ta thấy là 1000 là ít nhất, là bé nhất trong số các số này. Vậy thì cái vật ít tiền nhất chính là bóng bay. Và trong cái này ta thấy là 8700 đồng là lớn nhất, đúng không? Như vậy thì lọ hoa là đồ vật có giá tiền nhiều nhất. Vậy đồ vật có giá tiền nhiều nhất là lọ hoa. Đồ vật có giá tiền ít nhất là bóng bay. Ý B. Mua một quả bóng bay và một chiếc bút chì hết bao nhiêu tiền? Quả bóng bay là 1000, đúng không? Và một chiếc bút chì là 1500 đồng. Ta sẽ lấy 1000 cộng 1500 bằng 2500 đồng. Vậy ta sẽ trả lời. Mua một quả bóng bay và một chiếc bút chì hết là 2500 đồng. Ta cộng vào. Ý B. Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu? Lọ hoa là 8700. Lược là 4000. Như vậy ta sẽ lấy 8700 trừ 4000 sẽ bằng 8 trừ 4 bằng 4 bằng 4700. Như vậy thì giá tiền lọ hoa sẽ nhiều hơn giá tiền trước lược là 4700 đồng.